xin chào anh em nhá. Quay trở lại video clip ngày hôm nay thì bên em đang có mặt tại Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ, làm giam cho xếp tổng chuyên một cấu hình cao kê âm thanh đẳng cấp. Ở đây tôi đã thấy chiếc kèo vui nào, có hai người thì có hai người yêu nhau. Quá hay rồi. Họ đã sao không mùa đông, không mùa nắng, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây cà cha mi. Khi rung lên vài sợi dây đang đàn đắm đầy, hồn người dạt ra dây. Bắt được vào rồi. Cơ hội này tôi sử dụng cặp 4731 đây. Tôi là tôi lời là tốt. Tải 4 kênh này sẽ đánh ra 2 xu, 2 phút monitor và 1 phút thầy. Quá hay rồi. Anh em này cũng gần 60 rồi đâu mà ăn rất khỏe rồi. Hay hơn phòng hát chuyên nghiệp luôn. Ngồi đây hát. Một tí phòng khách nhìn này nó đẳng cấp luôn. Anh em chơi những bộ lùng bình lúc trước này không phải có cửa ăn được. Ở đây anh, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây cả trái tim. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đắp đầy, hồn người đặt ra đây. Bây giờ bạn đoàn, chính ông chủ hát nó biết là chất hay. Quá hay luôn, cảm ơn anh Chiến nhá. Rất đam mê luôn. Rồi rồi.
À, thì không biết nói gì hết, là với cấu hình karaoke mà để trưng bày phòng khách cũng như là để vừa nghe nhạc và hát karaoke với bộ này thì em nghĩ là về âm thanh thì thoải mái rồi, về tiếng hát của nó thì với dòng GB thì nó đỉnh cao rồi. Vận động nhiều khiến nhiệt độ người mua và cầu nướng tính toán và thiết kế công suất thoải mái dư tải rồi. Một nữa xin cảm ơn anh Trần.